Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Lim Jim Art. Ngày hôm nay Lim Jim sẽ trở lại với các bạn cho một cái tip mới, hoàn toàn mới và rất hữu hiệu để giúp cho các bạn có thể vẽ tốt hơn. Và ngày hôm nay các bạn có thể thấy gần như Lim Jim không có sự chuẩn bị gì cả. Chúng ta chỉ có một chiếc smartphone ở trên tay và chiếc iPad ở đằng kia. Là bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ học những thứ liên quan đến Sketch mà thôi. Chắc các bạn đã đoán được chủ đề ngày hôm nay rồi, đó chính là một trong những cái cam kết mà Lim Jim hứa sẽ thực hiện trên kênh của mình. Lim Jim đã post bài ở trên fanpage cũng như là phần tab cộng đồng ở trên trang Lim Jim Art. Và ngày hôm nay đúng như các bạn dự kiến thì chúng ta sẽ được tìm hiểu những cái mẹo đầu tiên trong series 2 tập làm sao để chúng ta có thể xóa bệnh vẽ xấu. Thực ra nó chỉ là một cái keyword mà thôi để giúp cho cái video này có cái lượt tương tác interaction cao hơn. Nhưng thực ra thì có rất là nhiều bạn mong muốn là chúng ta có thêm những cái chia sẻ, những cái mẹo từ Lim Jim để làm sao chúng ta có thể vẽ một bức tranh được đẹp hơn. Ít trong số các bạn có thể theo học được những cái lớp căn bản về mỹ thuật, cũng như chúng ta không có năng khiếu vậy. Thì đấy chính là cái trăn trở mà ngày hôm nay Lim Jim quyết định thực hiện series 2 tập làm sao để giúp cho các bạn chúng ta xóa bệnh vẽ xấu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập đầu tiên, sẽ là những cái mẹo dễ nhất để giúp cho các bạn thực hiện, và tập thứ hai sẽ là những cái mẹo nâng cao hơn. Nếu các bạn yêu thích những cái mẹo dạng như vậy thì hãy đừng quên like cái video này, share nó và hãy subscribe trở thành thành viên chính thức của kênh Lim Jim Art để nhận về nhiều hơn những cái thông tin cũng như là những cái video hữu ích hơn trong tương lai nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ba mẹo đầu tiên để giúp các bạn có thể xóa dần được cái bệnh vẽ xấu nhá. Thì cái cách thực hiện của video ngày hôm nay của chúng ta như sau. Các bạn sẽ cùng với Lim Jim chúng ta vào một cái trang, đó là trang Plan and Retouch. Đây là một cái trang tổng hợp rất là nhiều những ảnh đẹp của những photographer. Họ chụp những cái posing rất là đẹp và rất là nhiều những người mẫu được chụp trong trang này. Và chúng ta sẽ không vào đây để ngắm người mẫu nhé, chúng ta sẽ vào đây để tìm ra một cái post hình đẹp. Thì như Lim Jim đã có nói trong tập trước, các bạn sẽ thấy rằng là có một cái nguyên tắc, đó là chúng ta bao quanh bởi những cái artwork hay là những cái họa sĩ mà chúng ta thích. Thì cái phần mềm AI hoạt động trên Facebook nó cũng vậy. Khi các bạn tìm nhiều về cái trang của nó thì nó cũng sẽ xuất hiện trên newsfeed của các bạn nhiều hơn. Và đây chúng ta sẽ vào trang chủ của Blend and Retouch. Cái trang này thì nó cũng là một con dao hai lưỡi. Thực sự là như vậy, nếu như các bạn vào đây chỉ để ngắm rất là nhiều những cái cô người mẫu hàng ngày thì cũng được. Lim Jim cũng thường xuyên làm điều đó, nhưng nó không giúp cho mình có thể cải thiện được cái vẽ dáng đâu. Chúng ta nên vào đây vì những cái mục đích khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ chọn ra những cái một cái bức posing rất nhất định để chúng ta sẽ luyện tập vẽ dáng ngày hôm nay nhé. Đây các bạn thấy rằng có rất là nhiều những cái posing đẹp được chụp hàng ngày. Trên này có rất là nhiều những bạn photographer giỏi các bạn ạ, đến từ khắp các miền, thậm chí là người nước ngoài nữa. Chúng ta sẽ trở lại đến hình ban đầu luôn. Jim nghĩ rằng chúng ta không mất thời gian nữa, sẽ chọn luôn cái hình này, chính là cái hình mà chúng ta lựa chọn để giúp các bạn thực hiện ba cái tips ngày hôm nay mà Jim hướng dẫn với các bạn nhé. Chúng ta sẽ lấy hình này nhé. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng bật iPad của chúng ta lên và mở một cái phần mềm có sức mạnh vô song về vẽ đối với iPad, đó chính là phần mềm Procreate. Chúng ta sẽ bật lên và thực hiện cái bức sketching nhân vật của chúng ta ngày hôm nay nhé. Trong cái lúc mà Lim Jim sketch, Lim Jim sẽ hướng dẫn cho các bạn ba cái tips ngày hôm nay nhé. Nó rất là đơn giản và hiệu quả. Chúng ta sẽ bật một cái trang làm việc mới ha. Ở đây Lim Jim sử dụng nó để vẽ cho những cái công việc hàng ngày, giới thiệu qua với các bạn nhé. Nó rất là tiện bởi vì chúng ta có thể đem đi quán cà phê, chúng ta đem đi những cái nơi thoáng đãng hơn để chúng ta có thể thực hiện, thay vì chúng ta phải ngồi cố định một nơi. Và cái găng tay này cũng là một cái thứ khá là hữu hiệu nhé. Một số bạn thì nghĩ rằng là Lim Jim đeo nó về cái tác dụng là trang trí là chính, nhưng thực ra thì khi chúng ta vẽ đấy, nhiều khi chúng ta sẽ để lại mồ hôi hay là bụi bẩn thì chúng ta có thể dùng cái găng tay này để lau này các bạn này. Nó rất là tiện và nó không tác động đến cái cảm ứng. Chính vì vậy thì chúng ta có thể lau được ha.
Thế vậy thì nó rất là tiện nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bật một cái trang làm việc mới ở đây, và chúng ta sẽ trong quá trình mà Lim Jim thực hiện, Lim Jim sẽ hướng dẫn với các bạn những cái mẹo mà ngày hôm nay chúng ta sẽ được làm quen nhé. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Rồi chúng ta sẽ đến ngay với cái mẹo đầu tiên. Cái mẹo này nó xuất phát từ một cái sai lầm rất là cơ bản của tất cả những bạn mà chúng ta mới tìm hiểu về hội họa nói chung và digital art nói riêng. Đó là chúng ta có xu hướng là chúng ta sẽ vẽ chi tiết từng cái đối tượng một, từng cái bộ phận một trên cơ thể của nhân vật, sau đó chúng ta ghép vào với nhau. Thì các bạn vẽ giống như là việc chúng ta đưa một cái file vào trong máy in và nó sẽ in lần lượt từ phần đầu đến phần chân tay của nhân vật vậy. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Bộ óc của chúng ta nó chỉ quản lý một cái nhiệm vụ, một cái task trong một cái khoảng thời gian mà thôi. Chính vì vậy thì Lim Jim đề xuất với các bạn một cái phương pháp, đó chính là phương pháp chia layer. Thì cái phần này ít nhất chúng ta sẽ chia thành ba cái layer, là ba cái công đoạn để chúng ta có thể vẽ một cái nhân vật. Nó giống như một cái quy trình mà chúng ta làm con diều vậy. Thì làm con diều chúng ta sẽ có ba cái bước, đó là đầu tiên chúng ta sẽ làm khung cho con diều, đúng không ạ? Sau đó chúng ta đắp giấy bồi, và cuối cùng là chúng ta sẽ tô màu và vẽ thêm những cái chi tiết. Thế thì trong cái tạo hình nhân vật bằng digital art nó cũng không có khác biệt nhiều. Phần đầu tiên là chúng ta sẽ chỉ vẽ shape, vẽ những cái đường nét cơ bản nhất, những cái bộ phận, những cái hình dáng của những cái bộ phận cơ bản nhất, gồm phần đầu, phần chân tay, sao cho nó đặt vào những cái vị trí nó sát với cái hình gốc của chúng ta nhất là được. Dạ. Rồi, cái layer này chúng ta gọi là layer draft. Layer thứ hai là layer loose sketch. Trong cái layer này thì chúng ta sẽ đắp những cái phần vật liệu vào những cái hình dáng cơ bản nguyên thủy này. Ví dụ như là phần đầu chúng ta thấy rằng shape của nó rất đơn giản, gồm có hình tròn và một cái hình thoi phía dưới. Thì lúc này là chúng ta sẽ đắp thêm phần tai này, phần tóc của nhân vật, rồi là những cái chi tiết bổ sung. Rồi đến phần phần thân thì chúng ta sẽ vẽ quần áo. Thì đây chính là cái layer thứ hai, gọi là layer loose sketch. Tiếp đến là chúng ta sẽ đến với cái layer thứ ba, ít nhất là layer thứ ba. Có nghĩa là chúng ta có thể vẽ nhiều layer hơn một sketch, tùy thuộc vào từng cái điều kiện và từng cái bức tranh mà các bạn vẽ nhé. Thì cái bước sketch là cái bước mà chúng ta sẽ vẽ, bây giờ chúng ta mới quan tâm đến những cái bộ phận nằm trên những cái bộ phận chính. Ví dụ như là gương mặt, bây giờ chúng ta sẽ vẽ mắt, mũi, miệng, rồi là chúng ta sẽ vẽ những cái ngón tay nó chi tiết hơn, rồi những cái chi tiết trên quần áo, trang phục của nhân vật chẳng hạn. Thì cái cách này nó sẽ giúp cho các bạn xử lý những cái vấn đề một cách từng bước một, và nó sẽ từng bước một. Giả sử trong bước đầu các bạn sẽ chỉ để cho bộ óc bạn nghĩ đến cái việc là hình dung nhân vật này nó sẽ nghiêng, nó sẽ xoay, rồi là nó sẽ tuân theo cái action nào. Thì đến cái bước thứ hai chúng ta dần dần đắp thêm cái phần giấy bồi, tức là chúng ta sẽ đắp thêm phần vật liệu cho nhân vật, và cuối cùng là chúng ta sẽ bổ sung những cái chi tiết. Thì đó chính là cái mẹo đầu tiên mà Lim Jim đã nhắc trên một lần trên những cái video của mình, để chúng ta có thể giúp cho cái nhân vật chúng ta nhìn nó được tự nhiên hơn nhá. Rồi chúng ta sẽ đến với cái mẹo thứ hai ngay bây giờ. Cái mẹo này thì là một cái mẹo rất là dễ nữa, và chúng ta nhớ rằng chúng ta sẽ áp dụng song song với cái mẹo đầu tiên, hay là cái phương pháp đầu tiên. Nó có tên gọi là flip đối tượng, hay là chúng ta soi gương nó ở tiếng Việt. Thì hy vọng rằng khi các bạn cùng quan sát Lim Jim thực hiện cái bước vẽ này và nghe Lim Jim nói, thì các bạn sẽ hiểu hơn về hai cái mẹo chúng ta áp dụng song song này. Thì nguyên tắc của cái mẹo này nó đến từ một cái tật của thị giác chúng ta. Thì tất cả chúng ta đều biết là thị giác của con người không hoàn hảo. Một cái đối tượng nó nhìn được cân đối không có nghĩa là khi soi gương nó sẽ giữ nguyên được cái sự cân đối đó. Chính vì vậy thì cái việc này, khi chúng ta đem một cái đối tượng chúng ta đi soi gương ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế tối đa cái việc là lệch lạc tỷ lệ này, rồi là bị một bên to một bên nhỏ rất là nhiều khi chúng ta nhìn và chúng ta nghĩ rằng một cái nhân vật chúng ta đang vẽ được cân đối rồi, nhưng khi soi gương thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Chính vì vậy thì Lim Jim khuyến khích các bạn không bao giờ được bỏ qua cái bước này, hay là cái mẹo này. Khi mà chúng ta vẽ nhân vật thì nó sẽ giúp cho các bạn vẽ nhân vật được cân đối hơn và hài hòa hơn. Và ghi nhớ rằng một cái điều quan trọng là nếu như chúng ta bỏ qua cái bước này, thì chúng ta khi mà thực hiện xong phần tô màu rồi thì nó sẽ rất khó để chúng ta có thể chỉnh sửa, ngoài việc là chúng ta chấp nhận rằng cái nhân vật của chúng ta sẽ bị lỗi và cái tác phẩm đó mãi mãi là một cái tác phẩm nó không được cân đối.
Và các bạn nên nhớ rằng là sau khi chúng ta mirror đối tượng thì cái điều chúng ta cần làm đó là chúng ta sẽ quan sát xem phần nào bị lệch, và chúng ta sẽ dùng một cái công cụ rất là hữu hiệu, và trong tất cả những cái phần mềm vẽ điện tử thì nó đều trang bị, nó là cái tính năng nó có tên là Liquify. Thì cái tính năng này nó sẽ giúp cho các bạn bóp lại, nắn lại những cái khu vực nó bị méo sao cho nó cân đối trở lại từ đầu nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với cái mẹo thứ ba, mẹo cuối cùng trong video ngày hôm nay. Như Lim Jim đã nói ngay từ đầu thì ba cái mẹo ngày hôm nay đều rất là dễ. Quan trọng nhất là trong cái lúc các bạn vẽ, các bạn thường bỏ qua nó và các bạn không tuân thủ nghiêm túc nó trong một cái khoảng thời gian. Chính vậy thì chúng ta không thể luyện, không có cái cách nào để giúp cho các bạn có thể vẽ tốt hơn nếu như các bạn hôm nay chúng ta làm và hôm sau chúng ta bỏ. Như vậy cái mẹo thứ ba đó là cái mẹo liên quan đến cái nét vẽ. Thì đặc thù ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái vấn đề đó là về những cái bức vẽ, đúng không ạ? Mà những cái bức vẽ này nó đặc trưng bởi những cái đường, đường line hay là cái nét của chúng ta. Thế thì cái bước thứ ba hay là cái mẹo thứ ba này nó sẽ giúp cho các bạn nịnh mắt hơn, người xem sẽ có cảm giác cái bức vẽ đẹp hơn bằng cách là chúng ta sẽ khéo léo chúng ta sử dụng cái stroke của cái line này. Có nghĩa là chúng ta sẽ cố gắng vẽ thể hiện những cái đường đậm nhạt khác nhau trên đối tượng. Thì Lim Jim đã có một cái video thực hiện trước đây và nói về cái mức độ quan trọng về những cái fundamental lines, là những cái đường line cơ bản, những cái extra lines hay là những cái detail lines. Thì Lim Jim đã nói nó trong một cái video rất là chi tiết trước đây rồi, các bạn có thể click vào cái đường link đang xuất hiện trên màn hình để chúng ta xem lại nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ chú ý cho Lim Jim là các bạn sẽ sử dụng một cái cọ hay là cái stroke của cái line, cái độ dày của cái line đó nó khác nhau. Ví dụ chúng ta sẽ tô viền ngoài nó sẽ đậm hơn, mắt chúng ta sẽ đậm hơn, hay là những cái bộ phận chính chúng ta sẽ tô đậm hơn, đúng chưa? Ngoài ra thì những cái bộ phận phụ, ví dụ như là những cái nét bàn tay này, hay là những cái chi tiết trên quần áo, hay là những cái nét về tóc, búi tóc chẳng hạn, thì chúng ta sẽ vẽ nó với những cái đường line nhạt hơn. Thì hy vọng rằng khi các bạn vẽ và các bạn nhìn theo Lim Jim thực hiện cái file ngày hôm nay thì các bạn sẽ hiểu chi tiết hơn về những thứ mà Lim Jim đang nói cho các bạn. Và như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thiện được một cái tác phẩm sketching một cô gái từ bức tranh reference trên Blend and Retouch, rất là đơn giản thôi. Và với chỉ 15 đến 20 phút thì áp dụng 3 cái mẹo ngày hôm nay Lim Jim chia sẻ cho các bạn, thì chắc chắn là các bạn sẽ cải thiện dần dần được cái kỹ năng vẽ của mình. Và hy vọng rằng các bạn có thể ứng dụng được 3 cái mẹo này cho rất là nhiều những artwork về tương lai của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng review lại những cái process, những cái quá trình mà chúng ta đã thực hiện cái bức sketch ngày hôm nay nhé. Đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ vẽ cái phần silhouette, cái phần shape rất là đơn giản của nhân vật thôi. Sau đó chúng ta sẽ đi dần vào và vẽ những cái đường nét trên gương mặt, cũng như là chi tiết hơn về cơ thể của cô gái này. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn mạnh hơn bằng những cái nét đậm nhạt, có phải không ạ? Và những cái chi tiết bổ sung phía bên ngoài làm cho bức tranh chúng ta có cái tính chất giải trí cao hơn, hay là nó sẽ có mang cái giá trị trang trí hơn, decoration, đúng không ạ? Và cuối cùng là chúng ta sẽ thêm những cái điểm nhấn về light, là những cái phần phụ thôi. Chúng ta không cần nhất thiết phải có cái bước này. Và như vậy, boom, chúng ta đã thực hiện xong một bức tranh, một bức sketch ưng ý chỉ trong vòng 15 đến 20 phút. Hy vọng rằng một lần nữa cái video này, những cái tips này, phần 1 sẽ hữu ích cho các bạn. Và nếu các bạn thấy video hay và hấp dẫn, đừng quên ấn like, share cái video này, và đặc biệt là ấn nút subscribe nằm ở đây nhá. Và hẹn gặp lại các bạn, và chúng ta sẽ đến với video thứ 2 với 3 cái tips nâng cao hơn đến từ những họa sĩ mà Lim Jim yêu thích. Hy vọng rằng cái phần 2 nó sẽ hấp dẫn hơn, và các bạn sẽ cùng chờ đón video thứ 2 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.